Mình chỉ mất một ngày để ráp mô hình này nhưng mà mất đến tận 3 ngày để edit video Đầu tiên cùng nhìn lại tất cả những nguyên liệu mà mình có Miếng nhựa trong, giấy in màu, hoa văn, can và rất nhiều mảnh gỗ Mỗi mảnh gỗ lại có những màu sắc khác nhau cho nên thành phẩm của mình rất là rực rỡ và nhiều màu Còn có một cuốn sổ hướng dẫn lắp ráp 29 trang Những mảnh gỗ này mình làm tới bước nào thì lấy ra theo bước đó Xong rồi trà nhám để những cái chi tiết nó trơn tru hơn Và ráp theo chỉ dẫn thôi rất là dễ Miếng nào miếng nấy nó cũng sẽ vô đúng không? khớp này vẫn chưa có nhiều chi tiết cho nên mình cứ mạnh dạng đè mạnh tay để cho các khớp nó chắc chắn và không bị bung ra và tất nhiên là không cần dùng keo gì hết đâu. ráp xong cái nền rồi bây giờ sẽ đến bước ráp những cái bậc thang. đoạn này á, phải tháo đến tận 11 mảnh gỗ khác nhau cho nên vừa ráp vừa nhìn hướng dẫn và phải sắp xếp cho nó đúng thứ tự. cái sự chính xác khi mà mình làm cái này cũng phải cỡ 95-96 phần trăm vì mỗi mảnh á, nhìn như vậy mà khác nhau hết trơn à. lỡ mà đảo lộn thứ tự một xíu á, là sẽ ráp không vô. đoạn đầu ráp các bạn sẽ Thấy hơi chán bởi vì nhìn nó không ra gì hết trơn Màu sắc thì cũng tẻ nhạt Cho đến cái đoạn này á làm cánh cửa mới thấy vui du vui một chút nè Cửa màu vàng nổi bật và còn có một mảnh nhựa giả kính nữa Đây là keo dán sắt khi mà thao tác phải rất là cẩn thận nha Keo này thì không có được cho kèm bộ Trong bộ thì chỉ cho mình keo sữa thôi Nhưng mà một số chi tiết như là nhựa và gỗ thì keo dán sắt sẽ bền hơn Trong bộ cho đầy đủ nguyên liệu và dụng cụ Tuy nhiên có 3 thứ mình phải chuẩn bị thêm là keo dán sắt kéo và một cây nhíp để thao tác với đề can. Toàn bộ những cái chi tiết hoa ở trong đây sẽ được cắt sẵn luôn. Tiện lắm các bạn chỉ cần tháo ra là xong. Hồi xưa không hiểu sao mình chơi mấy cái bộ mà phải dùng kéo để tự cắt những cái này nè, mất thời gian lắm luôn. Nhìn cái hoa 2D chứ không phải 3D nhưng mà gắn lên nó nhìn xa xa cũng đẹp lắm. Chút nữa mình xây cái nhà xong á nó um tùm hết trơn. Các bạn cũng sẽ khó mà soi kỹ những cái chi tiết phía sau như vậy. Hoa thì làm bằng bìa cứng cắt sẵn Ngay cả decal can cũng đã được cắt luôn rồi Mình tháo những cái miếng decal can có trái keo sẵn như thế này thì tránh đụng tay vào Và chỉ dán một lần thôi, đừng có tháo ra dán lại nó sẽ bị mất keo Cho nên cứ làm chậm rãi và cẩn thận một chút nha Chỉ có một bức tường xa xa phía sau thôi mà dán địa can nè Rồi khung tranh thì dùng keo sữa Còn có cả một cái bức tranh thì sẽ đóng đinh lên Nhìn nó rất là phong phú và sống động luôn Nãy giờ là chỉ đi được khoảng 1 phần 4, 1 phần 5 đoạn đường thôi đó Bây giờ sẽ trang trí và và ráp tiếp hai cái mặt bên hông Bộ mô hình này thì có tên là Garden House Mình hiểu là một ngôi nhà vườn ha Và khi làm xong á, thì mình trong nó có vẻ như là một mảnh sân trồng đầy hoa Hoa trên đầu rủ xuống nè, rồi hoa xung quanh Những cái tủ cũng trồng đầy hoa và sách và tranh ảnh treo khắp nơi Một bên hông nhà là cái hàng rào đục lỗ Khi ráp những mô hình như thế này mình luôn tưởng tượng mình thu nhỏ lại và chui vào bên trong Và lúc mình ráp mô hình đó là mình rất tập trung, không có suy nghĩ gì hết Chỉ lo nhìn các chi tiết và thật cẩn thận để tránh sai Làm tới đâu á, khung cảnh hiện ra tới đó rất là vui Cho nên mấy năm nay á, bộ môn này chính là cái bộ môn mình hay chơi để xả stress nhất Cả bộ nó chỉ khoảng hơn 500 ngàn thôi mà chơi được rất là lâu Mình ráp cái này là từ sáng đến chiều luôn, không làm gì hết Pha một ly cà phê rồi vô vừa ráp vừa uống cà phê Đói bụng thì ra ăn xong rồi lại vô ráp tiếp Có một ngày relax thật sự mà không có tốn kém gì nhiều Trong mô hình này thì sẽ có rất là nhiều cái tủ chứa hoa Cho nên bây giờ mình sẽ ráp những cái nhỏ 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 Khúc đầu á mình còn quay tương đối kỹ cho các bạn xem Nhưng mà về sau á thì mình chỉ quay thành quả thôi Bây giờ tiếp theo mình sẽ dán một cái thảm nè Ở cái mặt sàn á cũng cũng đã được đánh dấu hết rồi cho nên là không có sợ là mình sẽ làm lệch giờ quay qua tiếp tục làm cái tủ màu xanh nha Tủ này á, hình như là một cái tủ để chứa hạt giống hay sao á Mình sẽ làm những cái ngăn kéo giả hơn có kéo ra được Nhưng mà nhìn vô thì các bạn cũng thể thấy có những cái ngăn thì được đóng Còn có những ngăn mở Rồi trong ngăn kéo á, thì sẽ thò ra một cái cuộn giấy Nhìn nó bề bộ một cách nghệ thuật ha Những cái chi tiết như thế này thật ra các bạn có thể bỏ qua luôn Nhưng mà uổng lắm Nó nhỏ 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 nhỏ, nhỏ nhìn không đáng gì Nhưng mà khi kết hợp tất cả mọi thứ với nhau á Nhìn nó rất là hay Khi làm xong á cảm giác mình có thể ngồi hàng giờ để mà ngắm cái ngôi nhà này luôn nhất là khi tự tay mình làm á cho nên mình thuộc hết tất cả các chi tiết các bạn nhìn một căn nhà đẹp như vậy nhưng mà cái phần mà mình thích nhất và có giá trị nhất chắc là cái lúc làm á chứ ra thành phẩm rồi thì thật ra mình lại không có thích bằng bạn bè sang nhà chơi mà có thích á thì mình cũng sẵn sàng tặng luôn Tiếp theo là chi tiết một cây chuối nè, cây này nhìn hay lắm mà không biết cái này phải cây chuối không ta. Từng chiếc lá được làm hoa văn và cắt cut out rất là đẹp. cúp này thì mình sẽ có một cái dụng cụ trợ giúp để mà quấn nó thành một cái cây. Tuy nhiên thì cái dụng cụ này cũng không thực sự có ích lắm đâu Ai mà khéo tay thì tự quấn bằng tay cũng được Quấn sát sát một chút Xong rồi thì mình sẽ dùng một cây viết Để mà bẻ cong những cái lá này ra cho nó tự nhiên Và cuối cùng là cấm vô cái chậu bằng gỗ Khúc này không cần dùng keo gì đâu Dùng một cái thanh gỗ khác chặn lại là thành một cái bồn cây rồi Nãy giờ có hoa, có tranh rồi còn thiếu sách thôi Sách làm siêu dễ luôn Chỉ việc dán đề can vô cái mảnh gỗ Mình có quyển sách dày, mỏng, lớn, nhỏ Đa dạng đủ loại ha và ở ngoài bìa có in chữ đàng hoàng tuy nhiên chữ gì á mình không có hiểu sách này là sách gì đâu được vài cuốn sách rồi mình gắn lên kệ thôi mà cái kệ sách này á chỉ là một phần trong cái kệ to những cái kệ tiếp theo á là mình sẽ cắm hoa vô nè mình có hai chậu cây cái này có vẻ như là cây lưỡi hổ chậu thứ hai là trồng hoa hình như là hoa chuông hả ta rồi cái kệ thứ hai thì có hai cái chậu như thế này còn cái kệ cuối cùng á thì chỉ là một cái khay gỗ thôi làm từng phần nhỏ nhỏ không hiểu gì hết nhưng mà khi ráp chúng lại với nhau thì mới thấy là ui đẹp thế vậy là mình đã có một cái kệ rồi đó mà còn chưa xong nữa hai bên kệ mình phải treo tranh nữa mới đúng phong cách chỉ đơn giản là một cái hoa bằng địa can sau rồi dán cái khung vô mà khi lắp vô nhà đó thì có thể là cái khung này nó sẽ bị che lắp bởi cái khác nhưng mà dù chỉ nhìn thoáng thoáng thôi thì vẫn phải làm rất là kỹ như vậy là xong thêm được một cái kệ nữa rồi đó chút nữa các bạn đếm coi cái nhà này có bao nhiêu kệ trồng hoa nha tiếp theo là một phần mình rất là ngán đó chính là gắn đèn tuy nhiên may quá bộ này gắn đèn rất là dễ vì một cái mô hình nhà mà thiếu đèn á, thì nó bớt đẹp đi phân nửa rồi tui nhanh qua thì mình đã làm xong một cái đèn đứng sàn một cái tủ hoa và tiếp theo sẽ là một cái ghế bành bằng một cái chất liệu mới nãy giờ mình có gỗ có giấy thì bây giờ mình có nhựa cứng để làm một cái ghế bành nha đây là chi tiết duy nhất trong bộ mô hình này mà không được gắn chặt dưới sàn nhà nó sẽ có hơi bập bên nè và được đặt ngay chính giữa phòng cho nên khá là quan trọng đó mình sẽ làm kỹ một chút và dùng rất là nhiều keo để cố định trong sách hướng dẫn á, thì người ta chỉ kêu mình đặt như vậy thôi chứ không cần dùng keo nhưng mà kinh nghiệm là sau một thời gian sử dụng á, nó rất là dễ bị xúc ra cho nên cái gì mà dán keo được á là mình dán dính luôn bây giờ là giai đoạn đặt hết tất cả mọi thứ lên sàn nhà nè để mình sẽ đi đến một cái giai đoạn quan trọng tiếp theo đó chính là làm mái nhà phần này thì mình lại gắn thêm một cái bóng đèn nữa là tổng cộng trong ngôi nhà này có hai cái đèn dùng chung một công tắc nha khúc này cũng không có đáng sợ lắm tại vì cũng tương đối là dễ lắp rồi vì đây là một ngôi nhà vườn cho nên tất nhiên mái nhà sẽ được làm bằng kính mà ở đây mình sẽ dùng một cái chất liệu nhựa trong để thay thế cho kính đó khi mà khui bộ này ra đó thì cái chi tiết mà mình chú ý nhất á, là một cái mảnh hoa như thế này đây là một loại hoa dây leo màu hồng mà mình không biết là hoa gì cây của nó thì giống như là cây thân gỗ chứ không phải là dây leo mà hoa và lá thì mọc thành từng chùm rủ xuống mà đoạn này thì không hề làm sơ xài nha mình có rất là nhiều mảnh giấy hoa đang xen với nhau và cài từng phần vào trên cái mái nhà để cho nó rủ xuống hoa này làm bằng giấy bìa cứng nhưng mà cũng không có cứng bằng gỗ cho nên phải thao tác thật là nhẹ nhàng để tránh cho cái hoa nó bị gãy đoạn này mình cắt bớt và tua nhanh chứ thật ra lúc làm cũng lâu lắm bây giờ thì đặt tiếp những cái chi tiết linh tinh vào rồi lại quay lên lắp tiếp cái mái nhà nữa cái mái của mình á, thì có dạng nhọn lên như là cái tam giác vậy đó nhưng mà bên hông á, thì có cửa sổ đàng hoàng nha phần cửa sổ có thể kéo lên kéo xuống được làm rất là thú vị không biết là có bạn nào coi tới đây không nhưng clip của tụi mình gần hết thời lượng mà vẫn còn rất nhiều thứ mái nhà chưa lắp nè dây điện chưa đi nữa khi mà lắp phần bên ngoài á thì mỗi một mảnh nhựa trong sẽ đi kèm với một mảnh gỗ chi tiết nó khớp với nhau như vậy á và phải rất là cẩn thận chú ý cái chiều của nó bởi vì lắp sai thì nó sẽ không mất khớp đến đoạn này cơ bản là xong 95 phần trăm rồi nhưng mà trong ga thì vẫn còn ở phía trước phần lắp dây điện phần này thì các bạn nam sẽ rành lắp ráp hơn nhưng mà các chi tiết của nó nhỏ xíu nhỏ xíu à ngoài công tắc thì cái miếng này là cái miếng cảm ứng nè mọi người mình bật mở đèn là bằng cái nút cảm ứng luôn rồi nói chứ dây điện cũng thực ra không quá khó đâu chú ý nè ghép ba sợi màu đen chung với nhau rồi ba sợi màu đỏ chung với nhau tháo cái ống nhựa cho nó lòi sợi dây đồng xong rồi xe xe lại và trước khi cố định thì phải test đèn nha bật tắt bật tắt xem nó có trơn tru hay không và có bị chập điện ở đâu không trơn tru rồi thì mình lấy một cái mảnh băng keo đen để dán những cái sợi dây đồng lại phía dưới mặt sàn á dây nhựa lung tung mình sẽ có những cái mảnh gỗ để mà kẹp tụi nó lại với nhau cho gọn gàng chỉ cái chi tiết này thôi các bạn thấy bộ mô hình này được làm rất là kỹ không mà khoan khoan mới 99% thôi tưởng xong rồi chứ ai ngờ còn cái bậc thềm nữa May là cũng dễ đó, chỉ việc ráp vô xong rồi cắm cho nó một cái chậu hoa nữa là xong Bây giờ là xong thiệt rồi nè Mình sẽ xoay xoay 360 độ cho các bạn xem nha Thật sự là nhìn trước mặt hay là bên hông hay là đằng sau đều rất là đẹp luôn Giờ đem bỏ lên kệ sách thôi